Chào mừng quý bạn vì đã quay trở lại với series The Holder của Đảo Kinh Dị. Nếu các bạn vẫn chưa biết và vẫn chưa xem phần 1, thì The Holder, những kẻ nằm giữ, là tập hợp câu chuyện truyền tụng ở Âu Mỹ về 538 linh vật ma thuật và 538 kẻ giữ chúng. Mỗi linh vật thì có thể mang một quyền năng nhất định. Muốn sở hữu nó, bạn phải đi tìm và vượt qua thử thách của kẻ nằm giữ. Nếu bạn tập hợp đầy đủ 538 linh vật, thế giới hoặc sẽ được cứu rỗi, hoặc sẽ là diệt vong. Vậy những câu chuyện này có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Cùng khám phá trong video dưới đây nhé. The Holder, những kẻ nắm giữ tập 2. Kẻ nắm giữ không gì cả. Vẫn là quy tắc cũ mà thôi. Ở bất kỳ thành phố nào, bất kỳ quốc gia nào, đi vào một bệnh viện tâm thần hay là trung tâm hồi phục nào đó và hỏi thăm. Kẻ nắm giữ không gì cả. The Holder of Nothing. Nếu một sự ghê tởm hiện lên trong biểu hiện của nhân viên, bạn sẽ được dẫn đến một tòa nhà riêng biệt. Có vẻ nó là một ngôi nhà phụ làm bằng gỗ, khá là cũ. Bên trong là một hành lang bất tận, dài hơn cả chiều dài của tòa nhà. Không âm thanh nào trong hành lang, duy chỉ có những ánh đèn rực rỡ trong đó. Nó thì sáng đến nỗi sẽ làm bạn mù khi tiến đến cuối hành lang. Nếu mà đèn tắt bất ngờ, nhanh chóng nói to: "Không, dừng lại, điều người đang làm là sai rồi." Và lùi lại ngay lập tức. Ở đây thì có hai trường hợp. Nếu đèn không bật trở lại, cố gắng phóng ngay và quay trở lại cái cửa bạn vừa đi qua. Nó vẫn còn mở và hy vọng là bạn đã không ở quá xa. Nếu cửa bị đóng trước khi bạn kịp đi qua, điều bạn hứng chịu sẽ chỉ có thể so sánh với địa ngục mà thôi. Nếu đèn lại bật, tiếp tục đi dọc hành lang. Khi đến Salim, người nhân viên sẽ mở cửa cho bạn vào và vẫn không quên cái nhìn ghê tởm trên mặt. Trong Salim thì là một chuỗi các tác phẩm gộp lại với nhau, quái đản về màu sắc và mang hình thù cực kỳ là kỳ dị. Bạn không được mất tập trung vì chúng. Bởi vì ở giữa phòng là một người phụ nữ trẻ, không mặc gì cả. Trên người cô ta phủ toàn máu, gần người quấn xung quanh. Nếu rời mắt khỏi cô ta dù chỉ một khoảnh khắc, cô ta sẽ hủy diệt bạn hoàn toàn. Cô ta thì sẽ chỉ trả lời một câu hỏi duy nhất: chúng là gì khi chúng là một? Cô ta sẽ nhìn thẳng vào bạn và trả lời cực kỳ là chi tiết. Nó khác xa với những gì bạn từng nghe và bạn sẽ cảm thấy ngây ngất. Nhưng cùng lúc sẽ là cảm giác đau đớn cực độ sau mỗi từ ngữ được nói ra. Tuy nhiên là điều tệ nhất mà bạn có thể làm là nhìn vào hình xăm trên người cô ta. Nó sẽ lôi kéo tâm trí của bạn, buộc bạn nhìn vào nó. Nhưng bạn không được làm vậy. Nếu bạn nhìn chằm chằm vào đó, bạn sẽ là của cô ta mãi mãi. Cô ta sẽ lột ra sống bạn và trói buộc từng tớ thịt của bạn trong đau đớn, để bạn có thể bên cô ta trong vĩnh viễn, trong khi bạn vẫn còn tỉnh táo để nhận thức được mọi việc. Hình xăm của cô gái là đồ vật thứ tư trong số 538 linh vật bị nắm giữ. Chúng thì được làm ra để trở thành một, cứu rỗi hoặc diệt vong. Nhưng chúng không được như vậy. Câu chuyện thứ 5, The Holder of the Light, kẻ nắm giữ ánh sáng. Trong bất kỳ thành phố nào, ở bất kỳ quốc gia nào, hãy đi đến bất kỳ bệnh viện tâm thần hay một trung tâm hồi phục nào đó. Khi bạn đến bàn tiếp tân, hãy hỏi thăm một người tự gọi mình là The Holder of the Light, kẻ nắm giữ ánh sáng. Bạn sẽ được đưa đến một cánh cửa duy nhất, dẫn đến một hành lang dài quanh co. Bạn sẽ được yêu cầu mở mắt. Hành lang thì sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối, thu hẹp lại chỉ đủ để bạn cảm thấy cái bức tường và điều hướng mình về phía trước. Nếu có lúc nào trên đường đi của bạn đột nhiên có ánh sáng, hãy nhắm mắt lại ngay lập tức và nhanh chóng quay trở lại cánh cửa mà bạn bước vào. Nếu đôi mắt của bạn được mở ra nhiều hơn 2 lần, những gì bạn nhìn thấy buộc bạn sẽ phải xé chúng ra ngay lập tức. Nếu đèn được tắt trên cả quãng đường, bạn sẽ đi hết hành lang và thấy một cánh cửa khác. Nếu có một ánh sáng từ dưới cánh cửa, hãy bỏ đi ngay lập tức. Những gì bạn tìm không có ở đó. Nếu không có ánh sáng từ dưới cánh cửa, cẩn thận mở cửa và đi vào. Căn phòng sẽ hoàn toàn tối đen, ngoại trừ ngọn đèn duy nhất ở trung tâm. Chút ánh sáng mà nó mang lại sẽ cho bạn thấy một chiếc áo choàng. Người đàn ông bên dưới áo choàng thì hoàn toàn bất động. Nếu bạn nói bất cứ điều gì, người đàn ông sẽ xé đôi mắt của bạn và nuốt linh hồn của bạn. Bạn thì sẽ buộc phải thấy chỗ ông ta dưới chiếc áo choàng trong phần còn lại của cuộc đời. Chỉ có một câu hỏi mà người đàn ông đó sẽ trả lời: điều gì có thể bảo vệ chúng ta khỏi chúng? Nếu bạn tiếp tục hỏi câu này, một tiếng thét sẽ xuyên qua từ ngọn nến và một loạt các loại đèn sẽ chiếu sáng phòng, tiết lộ những hình ảnh kinh hoàng nhất trong những suy nghĩ, trí tưởng tượng và những kỷ niệm từ tất cả các ý thức
trong suốt lịch sử của loài người. Hầu hết mọi người sẽ không thể chịu được điều này và sẽ hóa điên hoặc là chết ngay lập tức. Tuy nhiên là nếu bạn vẫn sống sót, nhân ông sẽ đến từ từ và đặt tay lên đầu của bạn. Bạn sẽ buộc phải nhìn vào khuôn mặt của ông ta. Khuôn mặt của ông ta toát lên sự trẻ trung với hai cái hốc lớn, nơi đôi mắt của ông ta đã từng ở đó. Tại thời điểm này thì bạn không phải nhìn đi chỗ khác, hoặc là bạn sẽ mãi mãi bị lãng quên trong thời gian. Ông ta sau đó sẽ mở bàn tay phải của bạn và đặt vào đó một vật tròn, nhỏ. Bạn thì sẽ không cảm thấy đau, nhưng những hình ảnh kinh hoàng ở đó sẽ ở trong trí nhớ của bạn vĩnh viễn. Con mắt mà bạn đang nắm giữ trong tay là đồ vật thứ 5 trong số 538 đồ vật. Sự thức tỉnh đã bắt đầu, chúng không bao giờ được đến với nhau. Nghe thì cũng hơi phê phê đúng không nào? Và video ngày hôm nay đến đây lại hết mất rồi. Nếu thích series này, hãy cho mình biết ở trong phần bình luận nhé. Thêm vào đấy nữa, đừng quên like và share với bạn bè. Và subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức để đón xem những clip mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.